Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xoắn vòng nha. Hôm nay vòng của mình sẽ là vòng hoa hồ điệp. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xoắn vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là hoa phong lan. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xoắn vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là hoa cúc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Cái câu đi sang cái
đến giữa trường khi mà anh ấy chưa đến là 22 cái em gửi lên rồi có hai link đúng không? Có một cái thì đang có làm điểm tổng là tổng hai cái bao nhiêu tiền một cái là 337 một cái là 22 28 thế thì được có 59 thế có nghĩa là bạn xong rồi cái này là